Ngày 29 tháng 3, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông của huyện Yên Châu khi làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên đường 20 tháng 11 ở thị trấn Yên Châu đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có một phụ nữ 47 tuổi ở tỉnh Sơn La điều khiển xe đạp bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,073mg một lít khí thở. Trình bày với tổ kiểm tra, bà cho biết gia đình làm nghề nấu rượu nên trước khi giao hàng cho khách, bà thường uống thử để kiểm tra nồng độ rượu. Người phụ nữ cho rằng đi xe đạp thì sẽ không bị cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Với mức độ vi phạm nồng độ cồn nêu trên, người phụ nữ sẽ bị xử phạt số tiền 80.000 đồng đến 100.000 đồng và tạm giữ xe đạp 7 ngày. Chiều ngày 29 tháng 3, Công an quận 11 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5002S nằm trên đường Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Người ra vào đều được giám sát kiểm tra kỹ lưỡng. Việc khám xét là quá trình điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an ở 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau. Bước đầu làm rõ, giai đoạn 2018-2022, các nghi phạm đã cấu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo ô tô có trụ sở ở 18 tỉnh thành để kiểm định cho gần 40.000 xe cơ giới. Trong số này có nhiều xe không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp giấy phép để thu lợi bất chính. Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6109D ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vì trung tâm đăng kiểm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện khi thực hiện kiểm định xe cơ giới và không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm. Ngày 29 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Thủ Đức House và các đơn vị liên quan. Trong nhóm bị can trên có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu đang bị truy nã, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, Dũng chỉ đạo thuộc cấp móc nối với cán bộ lãnh đạo công ty Thủ Đức House lập ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu đô la Mỹ, thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%. Sau đó, công ty Thủ Đức House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Tiếp đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho công ty Thủ Đức House với số tiền trên. Cơ quan điều tra cho rằng các bị can tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhóm cán bộ này còn không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3, thông tin từ Công an phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã có báo cáo về nguyên nhân vụ một nữ sinh trường trung học cơ sở Phước Bình bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là MN, lớp 8, trường trung học cơ sở Phước Bình. Trước đó có tham gia vào nhóm chat trên ứng dụng Messenger. Trong lúc chat thì MN và nam sinh L học cùng trường xảy ra mâu thuẫn, sau đó hai em hẹn nhau để nói chuyện. Khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 3, N đến điểm hẹn gặp L, cùng đi có bạn của cả hai bên.
Đến nơi, nhóm của L đã lao vào dùng nón bảo hiểm, tay, chân đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh N. Vụ việc được một bạn dùng điện thoại ghi lại, sau đó bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phước Long, về biện pháp xử lý đang chờ phía nhà trường báo cáo sau khi làm việc với nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Hương Loan, 34 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả xác định trong năm 2022, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ của mình, Loan đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng. Tin tưởng Loan, nhiều người ở thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà đã cho vay nhiều lần với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sau đó, Loan chiếm đoạt trả nợ xoay vòng cho các khoản tiền vay của mình, dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay của những người cho vay. Sau khi thông báo vỡ nợ, Loan đến cơ quan công an tự thú về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Ngày 29 tháng 3, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho hay, lực lượng tuần tra vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trên vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Trần Văn Thuận, 47 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện hàng chục vụ tàu cá cải tạo hầm tàu để chứa dầu, vận chuyển ít nhất 600.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ trên biển. Ngày 29 tháng 3, thông tin từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa nhận được phản ánh của giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa về việc yêu cầu giáo viên vận động học sinh tham gia ngoại khóa. Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa gửi vào nhóm trao đổi thông tin với giáo viên. Cụ thể nội dung tin nhắn như sau: đây không phải hoạt động tham gia bình thường, mà là một buổi học ngoại khóa môn giáo dục địa phương. Giáo viên chủ nhiệm bằng mọi giá phải cho lớp tham gia đầy đủ, trừ những phụ huynh nào kiếm chuyện thì thôi. Bên du lịch sẽ mời một xe có hai giáo viên cùng đi và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm 10.000 đồng một học sinh. Lớp nào sĩ số học sinh đi ít quá, thầy sẽ xem xét đánh giá thi đua giáo viên chủ nhiệm trong quý 2. Qua tìm hiểu, chương trình tham quan ngoại khóa môn giáo dục địa phương được trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa dự kiến triển khai cho học sinh hai khối 6-7 tại hai địa điểm là Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công viên nước Đầm Sen vào ngày 2 tháng 4 năm 2023. Mỗi học sinh tham gia sẽ đóng 400.000 đồng, bao gồm chi phí xe đưa đón, tham quan các địa điểm, ăn trưa, tham gia các trò chơi vận động. Ngay sau khi dư luận xôn xao trước nội dung đoạn tin nhắn, ông Nguyễn Văn Rộn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa xác nhận, trường có triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh, phục vụ việc dạy học môn giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, hiệu trưởng này khẳng định, nếu phụ huynh không đồng thuận, nhà trường vẫn tôn trọng ý kiến của phụ huynh. Những học sinh không tham gia chuyến đi ngoại khóa sẽ được kiểm tra đánh giá theo hình thức thay thế. Riêng việc đánh giá thi đua quý 2 đối với giáo viên, ông Nguyễn Văn Rộn cho biết, kết quả đánh giá thi đua dựa trên nhiều tiêu chí, không phải chỉ dựa trên việc giáo viên vận động học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa.